Seneca, Những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Câu chuyện của những chú rùa, người gặp rùa là xui hay rùa gặp người là xui? Rùa, một trong những tứ linh trong truyền thống của nhiều nước Đông Á, là nguồn gốc của hình tượng con bì hí cõng bia trong văn miếu quốc tử giám và nhiều công trình khác của các quốc gia chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, là một nhóm động vật bò sát thuộc bộ rùa. Tuy có tầm ảnh hưởng rất lớn trong văn hóa của người Việt, thế nhưng oái oăm thay, những loài rùa ở nước ta có số phận khá là thê thảm. Cho đến hiện tại, có 31 loài rùa được ghi nhận ở Việt Nam, trong đó có 26 loài rùa cạn và nước ngọt, 5 loài rùa biển. Và may thay, cả 26 loài rùa cạn và nước ngọt đều được liệt vào danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Trong đó có 7 loài thuộc nhóm 1B, tức các loài thực vật rừng, động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại và cả các loài thuộc phụ lục 1, sites, phân bố tự nhiên tại Việt Nam. Còn lại, 19 loài thuộc nhóm 2B, các loài thực vật rừng, động vật rừng chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có nguy cơ bị đe dọa nếu không được quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Và các loài thuộc phụ lục 2 sites phân bố tự nhiên tại Việt Nam, theo Nghị định số 06-2019 NDCP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Còn lại, 5 loài rùa biển thì cũng khá là may mắn khi được xếp luôn vào phụ lục 1 của sites và được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Bạn có thể bị phạt tiền ít nhất là 30 triệu đồng, xử phạt hành chính hoặc thậm chí là bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được mời một suất ăn cơm miễn phí nếu bị phát hiện là có hành vi vi phạm về các loài này. Bao nhiêu năm thì tùy mức độ, nhưng ít nhất là 3 năm, đủ để thấy con cái mình lớn khôn. Tất cả 31 loài rùa trên đều được xếp hạng VU, sắp nguy cấp, EN, nguy cấp và CR cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ IUCN quốc tế. Thế nhưng, luôn luôn có một chữ nhưng. Không hiểu vì lý do nào mà rùa Việt Nam, dù đã được bảo vệ bởi pháp luật, nhưng vẫn chịu số phận khá là hẩm hiu, bị hành lên hành xuống. Phần 1. Từ đồ chơi trẻ em. Vâng, những trường hợp thế này không ít. Rất nhiều ông bố bà mẹ, vì chiều con, hoặc muốn đứa trẻ ngồi yên để mình được yên tĩnh, nên liền mua cho mấy đứa nhỏ một cái gì đó để nghịch. Và mấy con rùa cũng không thoát khỏi cái vòng càn khôn đó. Một con rùa chỉ cần có 10 hay 15 nghìn đồng là có thể mang về được một con ba bé tí như đồng xu, hay như nhiều ông bố bà mẹ sang hơn thì sẽ chi hẳn hơn 50 nghìn đồng để có được một con rùa cổ sọc, vốn cũng là loài bản địa Việt Nam nhưng xuất xứ từ trang trại trong và ngoài nước. Đấy là chưa kể những loài nhập ngoại như rùa tai đỏ, rùa cá sấu, vân vân. Rồi kết cục của con rùa sẽ đi về đâu? Về đâu cũng thế mà, cuối cùng thì tụi nó sẽ chết. Thường thì những phụ huynh mua cho con em mình những con thú nuôi để tụi nó ngồi nghịch như con cá, con rùa, vân vân. Thường rất lười tìm hiểu về những con vật đó hay là cách nuôi chúng và sẽ cố gắng phớt lờ nó đi vì họ làm gì có thời gian, miễn sao cho con mình ngồi im là được. Nhưng chuyện này cũng rất đáng trách, họ quá coi thường sinh mạng của một sinh vật sống, để cho mấy đứa nhỏ nghịch, chết thì lại mua con khác. Đừng hiểu lầm, mình hoàn toàn không chê trách việc tập cho trẻ con nuôi một con vật cưng nào đó. Vì đơn giản, đấy là một hoạt động rất bổ ích và lành mạnh, giúp cho những đứa trẻ có trách nhiệm hơn, biết thương yêu động vật hơn, bao dung và biết bảo vệ những kẻ yếu thế hơn mình. Nhưng điều đó chỉ xảy ra khi cả những bậc phụ huynh và những đứa trẻ thực sự nghiêm túc về vấn đề này, chứ không chỉ là trẻ nghịch thì vẫn nghịch, còn phụ huynh thì cứ sống chết mặc bay. Như vậy là phản giáo dục. Điều đó tập cho những đứa trẻ rất nhiều tính xấu chứ không phải là chỉ một thứ. Những đứa trẻ ấy sẽ coi thường sinh mạng động vật, thích ức hiếp những kẻ không có sức phản kháng và có mới nới cũ. Vì cứ chết thì được mua con khác chứ còn phải luyến tiếc gì. Để nuôi một con rùa không phải là một chuyện dễ. Chúng không hề muốn ở trong một cái hũ thủy tinh tròn như quả bưởi, vừa chật, vừa dơ, suốt ngày ăn cám cá, uống cái thứ nước đầy chất sát khuẩn và chất tẩy trùng. Chúng cần một cái hồ lớn, ít nhất phải dài gấp 6 lần kích thước của chúng,
Chúng cần được sưởi nắng mặt trời hàng ngày để có thể tiêu hóa, hấp thu nhiệt và tia UV để thực hiện các hoạt động sống. Chúng cần ăn đa dạng các dinh dưỡng như cá, tôm, ốc và rau xanh, chứ không phải chỉ là cám cá. Chúng cần có chỗ cạn và chỗ nước để bơi lội và nghỉ ngơi, chứ không phải là một cái chậu nước đầy 24/24. Đó là lý do tại sao phải tìm hiểu thật kỹ về một loài vật nào đó trước khi nuôi. Một con ba ba 15.000 đồng bé như đồng xu có thể phát triển lên đến 30cm và gây thương tích khá nặng cho người nuôi, tức là con em quý vị. Nhưng mà mình nghĩ đây là điều không thể xảy ra vì nó có thể làm gì sống được đến mức đó đâu. Làm ơn, đừng bao giờ dạy con em quý vị cách hành hạ một con vật. Phần 2. Đến những trung tâm hoạt động tôn giáo. Chắc hẳn những bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh, nhất là khu vực quận 1, sẽ biết đến một ngôi chùa tiền ích, nổi tiếng vì cầu duyên rất linh và cũng vì ngôi chùa đó có rất nhiều rùa. Đó chỉ là một trong vô số các ngôi chùa trải dài khắp Việt Nam ta xuất hiện một hiện tượng gọi là phóng sanh ngay trong chùa. Và những ngôi chùa như vậy, mình hay gọi là quy tự, tức là chùa rùa. Những con rùa, đương nhiên, hầu hết các loài rùa trong những ngôi chùa như đã nói ở trên đều thuộc sách đỏ IUCN và Công ước về Thương mại Quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp CITES, được các nhà hảo tâm Real hoặc Authentic mua về khỏi những tay buôn bán rùa bất hợp pháp. Và thay vì thả về tự nhiên, họ lại thả vào chùa, đôi khi còn kèm những dòng chữ như tên tuổi, ngày tháng năm sinh và điều cầu nguyện được khắc thẳng lên mai rùa hoặc dùng bút xóa viết lên. Những con rùa ấy sẽ vật lộn để có thể sinh tồn trong một điều kiện không thể tệ hơn. Thiếu thức ăn, thiếu ánh sáng, nước sạch, đôi khi có thể có những vết thương, những vết nhiễm trùng do xây sát trong quá trình được giải phóng hay là vì người ta khắc dao lên mai, vốn là xương sống của con rùa và chúng cũng biết đau, hoặc chúng bị ngộ độc vì mực của bút xóa. Những con rùa này được phóng sanh mà như sống dưới 18 tầng địa ngục. Mình có một anh bạn chuyên làm những công tác bảo tồn liên quan đến rùa. Có một hôm, mình ngồi cà phê cà pháo với anh bạn này và anh ấy cho mình coi một số bức ảnh về những con rùa trong ngôi chùa X nói trên vào khoảng năm 2016. Mình thực sự hoảng hốt và bị ám ảnh. Bức hình chụp một chiếc chuồng nhốt rùa. Trong chuồng có rất nhiều những con rùa núi vàng, vốn là loài ăn thực vật là chính và sẽ chỉ ăn giun đất, ốc sên để bổ sung được protein. Chúng ăn thịt lẫn nhau vì bị stress. Những bức ảnh này thực sự rất nên được censor bởi vì có rất nhiều thứ vương vãi xung quanh, nói văn vở thì là nhục, bì và huyết. Chúng bị stress vì bị giam cầm trong môi trường đó đến mức rối loạn hành vi. Tệ hơn, có những người phóng sanh tệ đến mức mà mình phải dùng cả ba từ tham, sân, si để miêu tả họ. Tham, tham lợi, vì lợi mà bất chấp, đày đọa chúng sanh. Sân, tuy tỏ ra là làm việc thiện, nhưng lại giành giật, to tiếng với những người xung quanh. Si, phóng sanh mà không chịu tìm hiểu, đôi khi phóng sanh luôn cả túi ni lông. Hoặc phóng sanh rùa cạn xuống nước như hình dưới đây. Một con rùa núi vàng đang đứng khép nép trong một hồ nước, chỉ cần trượt chân là sẽ bị ngã xuống nước, và chúng là rùa cạn nên không thể bơi được. Phóng sanh không phải là việc xấu, nó giúp cho ta, giúp luôn cả những sinh linh được phóng sanh. Nhưng phóng sanh quá thực dụng, quá u mê, quá mê tín là điều cần phải bị bài trừ ngay lập tức. Vậy thì nhiều bạn sẽ hỏi là các cơ quan chức năng ở đâu? Xin thưa, rất nhiều lần, các cơ quan chức năng và các NGO, tổ chức phi chính phủ đã đến làm việc và thuyết phục những ngôi chùa trên tự nguyện chuyển giao rùa. Nhưng vì một lý do bí ẩn nào đó mà các nhà chùa lại không chịu, và cũng vì sợ động chạm đến tôn giáo, động chạm đến tín đồ của tôn giáo, nên những công tác này hiện tại đang rất khó để được hoàn thành. Thôi, thiện đức tại tâm, vạn sự tùy duyên, các bạn chỉ cần đừng có mua rùa phóng sanh như mình kể ở trên, và hãy khuyên người thân đừng có làm như trên là được, bởi vì bớt chừng nào thì sẽ hay chừng đó. Phần 3. Và cả ra ngoài đường phố. Nếu các bạn có dịp đi ngang những đường lớn trong thành phố Hồ Chí Minh như đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh, Cách mạng tháng 8 hay những con đường đi về Thủ Đức, các bạn sẽ thấy, lâu lâu, cứ có những người phụ nữ bịt kín mặt như Ninja Lead ngồi bên vỉa hè, ngay ngã tư, trước mặt là mấy con rùa được đặt trên cục gạch trông rất đáng thương. Vâng, một lần nữa,
Đây là những loài rùa đang bị nguy cấp ở Việt Nam và những người này đang vi phạm pháp luật. Nếu gặp các trường hợp như vậy, mình khuyên các bạn là đừng có lại gần, cũng đừng đến mua rùa, bởi vì bạn càng mua, họ sẽ càng bắt. Và đấy là một dây chuyền tội phạm chứ không phải là riêng lẻ. Các bạn nên ghi nhớ địa điểm đối tượng đó ngồi và sau đó đi thật xa khỏi vị trí đó. Và hãy gọi cho đường dây nóng bảo vệ động vật hoang dã Việt Nam ENV, số điện thoại 1800 1522, và báo cáo lại địa điểm của đối tượng bán rùa. Vì sao phải đi xa mà không đứng đó gọi luôn? Vì những tội phạm này không đi một mình. Sẽ có những kẻ trà trộn vào khu vực xung quanh để đề phòng bị báo lên chính quyền, và nếu như cần thiết thì chúng sẽ đe dọa bằng vũ khí. Thế nên, hãy tránh xa nhất có thể và tránh bứt dây động rừng. Bài viết này mình viết lên sau một sự kiện. Có một con rùa biển không biết vì sao lại được mang thả vào hồ rùa trong ngôi chùa X tại quận 1. Không biết kẻ buôn bán con rùa này đã nộp phạt chưa, nhưng mà bé rùa hiện tại đã được giải cứu thành công. Hy vọng bài viết này sẽ giúp mọi người có thêm một số hiểu biết nhất định về rùa ở Việt Nam nói riêng và động vật hoang dã Việt Nam nói chung. Và chúng ta có thể cùng chung tay đẩy lùi vấn nạn này. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn còn quan tâm đến những nội dung tương tự như bài viết này, thì có thể đăng nhập vào spyroom.com để tìm hiểu thêm nha. Mình là Quỳnh Anh, xin chào các bạn và hẹn gặp lại.